Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi giải đề ngày hôm nay của chị. Thì trong buổi giải đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với cuốn KML số 12, Reading Test 4 và Passage Number 1 ha. Thì bài đọc ngày hôm nay đó là gì? The History of Glass, có nghĩa là lịch sử của thủy tinh. Vậy thì dạng đề đầu tiên chúng ta gặp phải đó là dạng đề điền từ vào chỗ trống ở đây. Mọi người phải lưu ý ở đây nè, người ta chỉ yêu cầu mình là one word only thôi nha. Đừng có điền vượt quá yêu cầu của họ, mình phải bám sát yêu cầu. Vậy thì ở đây, để làm được cái dạng đề này á, thì chúng ta còn phải gạch dưới một số cái keyword quan trọng. Vậy thì mọi người thấy nè, đầu tiên vô nè, thì chúng ta có nghĩa là gì? Early humans, có nghĩa là những cái loài người mà thuở sơ khai á, thuở ban đầu á, thì sử dụng cái vật liệu có tên gọi gì đó để tạo ra gì? Tạo ra cái đỉnh, cái đầu của cái gì đó của họ, ok, cái point có nghĩa là cái đầu của một thứ gì đó, mà cái đầu này phải sắc nha, bởi vì nó là sharp point. Tiếp tục nữa, mình sẽ thấy dữ liệu của mình là 4000 BC đúng chưa? Đây là một cái mốc năm, mình tìm rất là nhanh thông qua các mốc năm là mình tìm dữ liệu của mình rất là nhanh. Thì cái gì đó nó được làm từ đá nè, nó được phủ bởi kiểu giống như một cái gì, một cái lớp, nó được phủ bởi một cái lớp gọi là lớp thủy tinh do con người làm, man-made glass, đúng chưa? Cái tiếp tục nữa, cái thế kỷ thứ nhất, đúng chưa? First century BC á, thì glass á, thì cái glass này thì nó có màu, thủy tinh này nó có màu bởi vì cái gì đó của chất liệu. Cho đến 476 sau công nguyên á, cho đến năm 476 sau sau công nguyên á, thì chỉ có cái gì, chị hoặc là chỉ có ai đó, bởi vì chúng ta có the nè, ai đó thì mới biết new, đúng chưa? Cách nào để làm ra được thủy tinh. Thế kỷ thứ 10 á, thì cái người này đúng chưa, thì họ trở nên famous for, nổi tiếng cho cái điều gì? Nhưng mà ở đây famous for cái việc là tạo ra những cái bình chứa thủy tinh. Ở cái thế kỷ thứ 17 của mình nè, thì mình thấy là có keyword của mình là cái ông này đúng chưa, đã phát triển ra một cái quy trình sử dụng cái gì đó để tránh cái sự xuất hiện trong gì, trong cái việc, trong những cái gọi là thủy tinh thổi. Ở giữa thế kỷ 19 á, thì người Anh họ sẽ kiểu giống như cái việc mà sản xuất, cái việc sản xuất thủy tinh của người Anh ấy thì đã phát triển sau cái sự thay đổi về cái độ bộ luật liên quan đến cái vấn đề gì, concerning. Thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc ha. Vậy thì thông qua cái việc đọc, thông qua cái việc mà tụi em làm cái keyword như thế này thì mình nhìn thấy nè, cái bài đọc của mình nó sẽ bắt đầu từ cái loài người thời sơ khai cho đến khoảng thế kỷ 19, giữa thế kỷ 19. Thì đó là cái lúc mà chúng ta biết chúng ta ngừng, hoặc là lỡ mà chúng ta đọc qua rồi mà chúng ta vẫn chưa thấy đáp án thì mình biết mình phải đọc tới khoảng giữa thế kỷ 19 là mình phải dừng kiểu vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái đầu tiên nè. Ngay cái đoạn đầu tiên người ta nói ở đây là cái gì? Từ cái nguồn gốc xa xưa nhất của loài người á, thì con người đã biết sử dụng thủy tinh. Thì các nhà lịch sử học ấy thì cũng đã khám phá ra được là có một cái loại thủy tinh tự nhiên có tên gọi là obsidian. Thì cái loại thủy tinh này nè, nó được hình thành ở những cái nơi như là cái miệng núi lửa, như là cái kết quả của cái việc mà phun trào núi lửa một cách mạnh mẽ, đúng chưa? Với cái nhiệt độ rất là cao á, cái phun trào núi lửa với cái nhiệt độ cao thì nó đã làm tan chảy cát ở cái khu vực này. Thì cái natural glass này nè, cái thủy tinh tự nhiên này nè, lần đầu tiên sử dụng như là gì, tips, như là ở cái đầu của các mũi giáo. Và mình thấy ở đây nè, cái tips này về nghĩa với cái points nè, đúng chưa? Early human chính là earliest origins nè. Vậy thì người ta đã sử dụng một cái chất liệu có tên gọi là gì đây, có phải là obsidian ở đây không? Cho nên cái số 1 của mình sẽ là obsidian, ok chưa? Vậy thì obsidian này được sử dụng để làm gì? Để làm cho cái đầu, chính là cái point, cái đầu của các cái mũi giáo. Vậy thì tiếp tục cái số 2 của mình thì nó được sử dụng làm cái gì, cái sharp point of tia của tia gì đấy, spears đúng không, cái mũi giáo. Cho nên cái số 2 của mình sẽ là spears. Tiếp tục cái số 3 của mình nó là 4000, đúng chưa, năm 4000 trước công nguyên. Thì các nhà lịch sử học, các nhà khảo cổ học ấy thì cũng đã tìm thấy các cái bằng chứng của những cái thủy tinh do con người tạo ra có cái niên đại là khoảng 4000 trước công vào năm 4000 trước công nguyên, đúng chưa? Thì cái glass, cái man-made glass nè, cái thủy tinh mà do con người làm này nè, nó nằm ở cái dạng thức như là một cái men được sử dụng để kiểu giống như để áo ngoài á, có nghĩa là để phủ bên ngoài của những cái hạt đá, đúng chưa, stone veins. Vậy thì mình thấy nè, vậy thì nó được dùng để là cover, chính là coating ở đây, đúng chưa? Cái gì ở đây nó được cover, nó cover cái gì?
lộn nhầm, cái gì đó được cover bởi cái man-made glass, có phải là stone beads này không? Và cái beads này ở đây mình có stone là chính là made of stone rồi, vậy thì số 3 này của mình có một từ rồi, đó là beads, cái hạt đá. Tiếp tục nữa, mình qua câu tiếp tục nè. Người ta đọc là cho đến 476 nhưng 476 sau, nhầm nhầm, tiếp tục ở câu số 4 của mình là first century BC thì tiếp tục nè, mình đọc tiếp nè. Thì phải cho đến những năm 1500 trước công, tuy nhiên á, cho đến năm 1500 trước công nguyên á, thì những cái gì, những cái gọi là những cái first hollow glass container, có nghĩa là những cái thứ chứa, những cái đồ chứa làm bằng thủy tinh mà kiểu nó rỗng ruột á, thì lần đầu tiên được tạo tạo ra lần đầu tiên được tạo ra bằng cách là covering a sand core, có nghĩa là bằng cách là người ta sẽ kiểu giống như người ta sẽ dùng cái glass đó, người ta bao phủ qua một cái trụ bên trong, đúng chưa, cái góc bên trong sẽ là gì, là cát với một, và phủ bên ngoài là một lớp mà thủy tinh đã được ngưng chảy. Và tiếp tục nè, người ta nói nè, cái việc mà kiểu giống như thổi nhầm, I'm sorry, cái việc mà thổi thủy tinh ấy thì nó trở nên, nó phổ biến, trở nên phổ biến, nó trở thành một kiểu giống như cái cách phổ biến nhất để tạo ra những cái đồ chứa bằng thủy tinh từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, đúng chưa? Thì cái glass, cái thủy tinh được làm trong cái thời kỳ này á, thì nó có màu sắc, đúng chưa, nó có màu sắc bởi vì gì, bởi vì cái impurity, có nghĩa là những cái tạp chất trong cái nguyên liệu thô. Vậy thì cái ở thế kỷ thứ nhất trước công nguyên nè, vậy thì cái thủy tinh nó có màu sắc bởi vì sao, có phải là bởi vì những cái tạp chất ở trong cái nguyên liệu thô không, cho nên số 4 của mình sẽ là impurity. Ok, tiếp tục mình qua câu số 5 nè, thì mình còn phải tìm keyword của mình là 476 sau công nguyên, đúng chưa? Thì vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên thì cái phương pháp mà để tạo ra những cái thủy tinh mà không có màu á, thì đã được phát triển, và kiểu giống như là sau đó thì tiếp đó thì người ta sẽ kiểu giống như sẽ pha nó bằng cách là cho thêm một số cái nguyên liệu tạo màu sau, đúng chưa? Thì cái bí mật của cái việc mà tạo ra cái bí mật của cái việc mà sản xuất thủy tinh này nè, nó đã được lan, có nghĩa là nó đã được mang đi khắp châu Âu bởi người La Mã, đúng chưa, có người, có nghĩa là người La Mã họ đã mang cái phương pháp mà cái bí mật làm thủy tinh này đi khắp châu Âu vào thế kỷ này là thế kỷ mấy, thế kỷ thứ nhất sau công nguyên ha. Tuy nhiên thì họ như là họ bảo họ kiểu họ bảo vệ các kỹ năng và cũng như có công nghệ cho cái việc làm thủy tinh này rất là chặt chẽ, và cho đến khi là gì, cho đến khi mà cái đế chế của họ sụp đổ vào năm 1476 sau công nguyên á, thì cái kiến thức về cái việc mà làm thủy tinh như thế này á, thì nó mới bắt đầu trở nên phổ biến khắp châu Âu và cũng như vùng đông vùng 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 đông vùng trung đông, đúng chưa, vùng trung đông. Rồi vậy thì ở đây có phải là cho đến năm 1476, cho đến tận năm 1476 thì chỉ có cái nhóm người nào biết làm glass thôi, có phải là người Romans không, bởi vì người ta kiểu người ta cái technique này rất rất là chặt chẽ, đúng chưa, cái bí mật này rất là chặt chẽ, và tới khi họ collapse vào năm 1476 thì kiến thức này nó mới được lan truyền. Tiếp tục nữa, mình thấy thế kỷ thứ 10 mình không có dữ liệu nè, mình cần phải tìm thế kỷ thứ 17 nè. Rồi tiếp tục nữa nè, thì từ từ thế kỷ thứ 10 trở đi á, thì cái người Venetians này á, thì họ đã nổi tiếng, gain a reputation for, chính là họ đã nổi tiếng cho cái kỹ năng kỹ thuật, có nghĩa là cái phương pháp của họ cũng như là cái khả năng nghệ thuật trong cái việc mà tạo ra những cái chai lọ bằng thủy tinh, đúng chưa, và cũng như rất là nhiều cái and many of the city's craftsmen, và có nghĩa là rất là nhiều những cái thợ thợ làm nghề ở cái thành phố á, thì đã rời khỏi ý để kiểu giống như để tạo nên một cái, để tạo mở cái cửa hàng về kiểu giống như là thủy tinh trên khắp châu Âu, đúng chưa? Và người ta nói là a major milestone, có nghĩa là gì? Có nghĩa là kiểu cái cột mốc lớn trong cái lịch sử của cái việc mà làm kính này nè, thì nó xuất hiện với cái sự invention, với cái sự ra đời của cái việc đó là cái thủy tinh trong suốt bằng chì, đúng chưa? Bởi một cái công ty sản xuất người Anh, hoặc là một cái người sản xuất người Anh có tên gọi là Georgie Ravencross,
1632 1683, 1632 1683 chính là thế kỷ 17 đúng chưa? Ông này ông đã như thế nào? Ông đã kiểu giống như là nỗ lực để kiểu để đương đầu lại với những cái tác động của cái việc vấy bẩn mà nó thỉnh thoảng nó xuất hiện trong những cái việc mà, trong những cái thủy tinh mà người ta phải thổi á, bằng cách sử dụng chì trong cái nguyên liệu thô cho trong cái quá trình sản xuất đúng chưa? Và cái thủy tinh mới mà ông ấy tạo ra thì nó mềm hơn và nó dễ để gọi là decor hơn, để trang trí hơn, và nó cũng có cái mức độ phản xạ cao hơn nè, đúng chưa? Thì nó giúp cho kiểu giống như cái thủy tinh nó trở nên đẹp hơn và kiểu sáng hơn, và nó cũng đã chứng minh được là nó có một cái sự vô giá cho cái ngành kiểu giống như cái ngành kính. À, và cũng nhờ vào cái phát minh của ông này mà những cái kiểu giống như những cái kính mắt nè, hay là những cái kính mà kiểu những cái thấu kính nè, những cái kính mà được dùng người ta dùng trong kiểu giống như để quan sát thiên văn nè, hay là cái kính mà được dùng để kiểu giống như để xem mấy cái con vi sinh vật á, và những cái thứ khác tương tự như vậy, Antelope tương tự như vậy á, thì trở nên khả thi. Có nghĩa là nhờ cái việc phát minh ra cái loại kính này qua máy mà những cái ngành khác nó kéo theo, đúng chưa? Vậy thì thế kỷ 17 ông này ông đã phát triển một cái process sử dụng cái gì ở đây? Có phải là sử dụng chì không? Ông sử dụng chì trong cái quá trình này để tránh cái gì? Để tránh cái sự xuất hiện của kiểu giống như để sánh cái cloudy nè, cái sự vấy bẩn mà nó xuất hiện ở trong cái gì? Cái blue glass, đúng giờ những cái thủy tinh mà người ta phổ bên miệng á. Cho nên cái số 6 của mình ấy thì của mình sẽ là lead chì đúng chưa? Và số 7 của mình ấy thì nó sẽ còn lại là cái thằng đâu mất rồi. Số 7 của mình, quy đồng ý chị đọc lại trên này nè. À đúng rồi, the cloudy, đúng chưa? Bôi nhiều quá xong rồi cái một hồi cái nhìn lại không thấy đâu là đáp án nữa, cloudy. Ok cho mọi người. Tiếp tục, ở giữa thế kỷ 19 á, thì kiểu giống như cái việc sản xuất thủy tinh ở Anh ấy thì nó đã phát triển sau khi cái sự thay đổi về bộ luật liên quan đến cái vấn đề gì đúng chưa? Thì người tiếp tục mình thấy ở đoạn tiếp theo nè, ở nước Anh á thì cái ngành kiểu giống như là cái ngành mà sản xuất thủy tinh hiện tại nó chỉ bắt đầu phát triển sau khi mà cái sự bãi bỏ của cái bộ đạo luật năm 1845. Thì trước lúc đó thì thuế thế nặng á thì đã được đánh lên cái khối lượng mà thủy tinh được nung chảy trong các cái nhà ở những cái nơi sản xuất thủy tinh đúng chưa? Và kiểu và nó bị đánh thuế liên tục từ năm 1745 cho đến năm 1845. Rồi, vậy thì ở đây có phải là cái gì? Ở giữa thế kỷ 19 thì chính là năm 1845 cái bộ luật đó nó bị bãi bỏ đúng chưa? Cái bộ luật đó thì nó liên quan concern đến cái bộ luật đó nó liên quan đến vấn đề gì? Có phải là luật đánh thuế không? Luật liên quan đến thuế không? Trước khi cái bộ luật đó bị bãi bỏ thì thuế nó bị đánh rất là nặng đúng chưa? Vậy thì sau khi bộ luật đó bãi bỏ thì cái ngành công nghiệp này nó mới phát triển. Vậy thì ở đây câu số 8 của mình sẽ là taxes ha. Cái bài những cái bài số 1, số 2 nó khá là dễ. Và cái bài số 3 thì nó mới trừu tượng. Rồi dạng đề tiếp theo mà chúng ta gặp phải đó là dạng đề true false not given. Thì đối với dạng đề true false not given á, thì mọi người lưu ý là true có nghĩa là dữ liệu tương đồng tương thích với cái bài đọc của mình. False có nghĩa là dữ liệu không được nhắc đến và nó nhầm. False có nghĩa là dữ liệu trái ngược. Ok không? False là dữ liệu trái ngược hay dữ liệu không chính xác, và not given có nghĩa là dữ liệu không được nhắc đến. Rồi, vậy thì đầu tiên đó là một dạng này thì chúng ta tiếp tục mình gạch dưới một số cái keyword nha. Thì vào năm 1887, HM Ashley á, thì đã có cái máy mà sản xuất cái gì? Cái những cái chai nhanh nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Ok chưa? Có nghĩa là 1887 cái công ty này nó sở hữu cái máy mà sản xuất các cái chai lọ nhanh nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Michael Owens thì đã được thuê bởi một cái công ty rất là lớn của nước Mỹ để thiết kế một cái máy mà để sản xuất hoàn toàn tự động luôn cho cái công ty đó. Ok không? Có được thuê không? Ở đây. Hôm nay người ta bảo thuê 11 của mình là ngày nay hầu hết những cái gì hầu hết những cái thủy tinh ấy thì được sản xuất bởi các cái công ty mà đa quốc gia lớn. 12 của mình nó là cái quan ngại về cái môi trường á, đã dẫn đến cái sự tăng trong cái nhu cầu cho cái việc tạo ra những cái đồ chứa bằng thủy tinh. Và 13 của mình ấy thì cái gọi là sao ta, cái việc mà tái chế những cái việc sản tái chế lại produce cái việc mà sản xuất những cái sử dụng những cái thủy tinh mà đã tái chế, cái việc sản xuất sử dụng những cái thủy tinh đã tái chế thì nó sẽ đắt đỏ hơn so với việc mà sản xuất những cái gì những cái thủy tinh mà mới. Ok, và thì bây giờ chúng ta bắt đầu nè, từ 1887 thì mình thấy ngay từ đây ha.
Nhưng mà kiểu để lỡ chị dịch, lỡ dịch tới đây rồi thì chị dịch hết cái đoạn này luôn để cho mọi người có thể bắt đầu mình hiểu hơn cả cái bài đọc của mình nha. Vậy thì cái lâu đài thủy tinh của ông Joseph Buxton này để được đưa ra tại triển lãm Great Exhibition của ở London ấy, vào năm 1851 đã đánh dấu cái sự khởi đầu của việc sử dụng thủy tinh như là một vật liệu trong cái việc xây dựng các cái tòa nhà. Và cái gọi là sao ta, cái tòa nhà mới mang tính chất cách mạng này á, thì nó đã khuyến khích cái sự sử dụng của thủy tinh ở trong các cái công trình kiến trúc công cộng nè, trong nhà nè, cũng như là sân vườn, đúng chưa? Thì cái việc mà cái phương pháp mà sản xuất thủy tinh nè, nó cũng đã được cải thiện với cái sự phát triển của khoa học và công nghệ tốt hơn ngày nay, công nghệ tốt ngày nay. Với công nghệ tốt và sự phát triển của công nghệ tốt hơn từ năm 1887 trở đi, trở về đây từ năm 1887 trở đi á, thì cái việc mà cái thủy tinh mà nó được làm từ cái phương pháp truyền thống đó là thổi miệng, đúng chưa, nó đã tiến hóa đến cái bước gọi là bán tự động. Sorry, thì sau khi cái người chủ sở hữu của cái factory đó là HM Ashley giới thiệu một cái máy mà nó có thể sản xuất 200 cái chai lọ trên 1 giờ ở Castford, Yorkshire, England ấy, thì ở đây cái máy này, cái tốc độ sản xuất của máy này là nó gấp 3 lần hơn. Nó nhanh gấp 3 lần so với bất kỳ cái phương pháp nào trước đó. Vậy thì nó nhanh gấp 3 lần hơn bất kỳ các phương pháp, ở đây người ta dùng any luôn, bất kỳ các phương pháp nào trước đó. Vậy thì có phải là nó là cái nhanh nhất tồn tại tại thời điểm đó hay không? Cho nên số 9 của mình là true ha. Sau đó thì vào năm 1907 nè, thì cái máy mà kiểu giống như là gì, hoàn toàn tự động đã được phát triển bởi một công ty Mỹ do cái ông Michael Owens này làm, đúng chưa? Thì Michael Owens này là gì? Là người sáng lập của Owens Bottle Machine Company và sau này trở thành là một cái nhà sản xuất lớn gọi là Owens gì đây? Ok không? Vậy thì cái máy này sau đó thì nó đã được kiểu giống như đã được cài đặt thiết lập vào trong cái nhà máy của ông ấy. Vậy thì ông ấy đâu có được hire đâu, ông ấy là chủ sở hữu mà, ông ấy là founder mà, đúng không? Cho nên số 10 của mình là false nè. Tiếp tục, người ta nói ngày nay phần lớn các glass ấy thì nó sẽ được làm từ các công ty lớn, mình xem thử có nữa không nha. Thì cái sáng chế của ông này á, thì nó có thể sản xuất một cách đáng ấn tượng là 2.500 cái chai lọ trong 1 giờ, và những cái sự phát triển khác ấy, thì nó cũng theo sau đó rất là nhanh. Nhưng mà phải cho đến cái thế kỷ thứ nhất, khi mà người Anh nè bị người Anh không còn là một trong những cái nhà cung cấp kính quan trọng nữa, thì cái kính này nó mới trở cái nhầm cái thủy tinh ấy thì nó mới trở thành một cái lĩnh vực của nghiên cứu khoa học. Trước đó thì thủy tinh á, thì nó được xem như là đồ thủ công hơn là một ngành khoa học rõ ràng, đúng chưa? Tiếp tục, ngày nay người ta nói là cái việc sản xuất thủy tinh á, là một cái lĩnh vực kiểu như một cái ngành mà rất là lớn, cái ngành mà kiếm được tìm một cái big business, đúng chưa? Và nó đã trở thành một ngành công nghệ mà kiểu hiện đại, high tech, có nghĩa là công nghệ cao và hiện đại, được được tiến hành trong một cái thị trường toàn cầu rất là cạnh tranh khốc liệt, một cái thị trường toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, nơi mà chất lượng thiết kế và kiểu giống như cái dịch vụ á, thì nó rất là quan trọng để có thể duy trì cái gì, để duy trì cái thị phần của thị trường. Thì những cái nhà máy mà sản xuất thủy tinh hiện đại á, thì có khả năng làm nên cả hàng triệu các cái đồ chứa bằng thủy tinh một ngày với các cái màu sắc khác nhau, và trong đó là có 3 màu, màu xanh, màu nâu và kiểu không không có màu rõ ràng trong suốt á, là vẫn là một trong những cái màu phổ biến nhất. Rất ít người trong chúng ta có thể tưởng tượng cuộc sống hiện đại mà không có thủy tinh. Và cái thủy tinh ấy thì nó xuất hiện hầu hết trong tất cả các khía cạnh cuộc đời của chúng ta, trong nhà của chúng ta, xe, bất kỳ nơi đâu mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta ăn, chúng ta uống. Cái việc đóng gói bằng thủy tinh ấy thì nó đã được sử dụng cho rất là nhiều sản phẩm. Rất là nhiều các cái bình thức uống ấy thì nó được bán. In glass có nghĩa là được bán trong cái chai thủy tinh, đúng chưa? Và cũng như hàng loạt các cái loại thực phẩm khác, cũng như các loại thuốc và cũng như là mỹ phẩm. Tiếp tục, vẫn chưa thấy cái 11 của mình là thấy nghi nghi là not given rồi, đúng chưa?
Rồi, glass is an ideal material for recycling. Có nghĩa là thủy tinh nó là một cái vật liệu rất là lý tưởng cho cái việc tái chế, và với cái việc mà khách hàng á ngày càng như thế nào, ngày càng lo ngại về các vấn đề môi trường nè, thì những cái chai, những cái lọ mà làm bằng thủy tinh á thì nó trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Vậy thì nó nhảy qua tới câu 12, cái vấn đề liên quan đến môi trường rồi. Và thì khi mà mọi người đọc từ trên xuống dưới nè, không có cái dữ liệu nào nói rằng hầu hết các cái thủy tinh ngày nay được sản xuất bởi các công ty lớn, không có bất kỳ chỗ nào luôn á. Ở đây người ta có nhắc đến các công ty các thứ nhưng mà không hề nói hầu hết các glass được sản xuất bởi công ty lớn. Cho nên 11 của mình là not given. Còn 12 của mình á thì mọi người đọc ngay cái câu đầu tiên người ta nói là gì? Thì các cái quan ngại về môi trường đã dẫn đến cái sự tăng cho nhu cầu về glass container, đúng không? Vậy thì ở đây nè, người ta nói nè, bởi vì cái consumer ngày càng có nhiều các cái khách hàng họ quan ngại về cái vấn đề môi trường, cho nên cái việc mà các cái chai lọ mà bằng thủy tinh đó thì ngày càng trở nên phổ biến hơn. Nó phổ biến hơn thì có phải là đây nó chính là increased demand for glass containers không? Cho nên 12 cũng là true ha. Tiếp tục nữa người ta nói là gì, cái việc mà kiểu giống như tái chế thủy tinh á thì là một cái điều rất là tốt cho môi trường, nó sẽ nó save use glass container, nó sẽ tiết không phải tiết kiệm mà kiểu giống như nó sẽ cứu mình, cứu thoát thì nó kỳ, có nghĩa là những cái ở đây mình chỉ dịch thoáng ra một chút nha, thì những cái đồ chứa bằng thủy tinh mà đã qua sử dụng thì sẽ không phải sẽ không bị bỏ phí ở những cái bãi rác nữa, mà cũng như là ít cái năng lượng hơn, có nghĩa là năng lượng thì sẽ cần ít hơn để có thể nung chảy những cái thủy tinh mà tái chế, đúng chưa, so với cái việc về nung chảy những cái nguyên liệu thô, do đó nó sẽ tiết kiệm năng lượng nè, cũng như là chi phí sản xuất, và bởi vì cái việc tái chế thì nó cũng giảm thiểu cái nhu cầu cho cái nguyên liệu thô, đúng chưa, do đó thì nó cũng sẽ tiết kiệm được những cái nguồn 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 kiểu giống như một những cái nguồn mà nguyên liệu quý giá. Vậy thì ở đây người ta nói á, là cái gì, cái việc mà sản xuất recycled glass á, thì nó đắt đỏ hơn so với sản xuất những cái new glass không, recycled glass nó phải rẻ hơn nè, bởi vì thứ nhất là cái gì, nó mèo nhanh hơn cho nên nó tiết kiệm năng lượng và cũng như chi phí sản xuất, cho nên 13 của mình là false, ok không? Và đó là xong cái bài giải số xong cái bài KML số 12 reading test 4 passage 1 của mình ha. Thì trong quá trình chị giải thích có chỗ nào chưa rõ thì mọi người nhớ để lại comment bên dưới, hay có chỗ nào chị bị nhầm ấy thì mọi người phát hiện ra thì cứ để lại comment bên dưới để cái gì chúng ta cùng thảo luận nha. Chúc mọi người ôn thi hiệu quả và đừng quên tại chị một like và follow nha. Bye bye mọi người.